分百千。
tim lưu luyến khi trông thấy anh, tình là con tim sao xuyến khi tay nắm tay, tình là bao nhiêu mong nhớ khi vai kề vai, tình là muôn tia nắng ấm cho quên giá băng, tình là bông hoa tươi thắm xin trao đến anh, tình là bao nhiêu ngây ngất khi ta gần nhau. Sao rơi thầm mong anh luôn mãi bên em người ơi, môi hôn ngắt ngay ta vội trao tình nồng, quên đi hết bao nhiêu sầu lo, vui chơi dưới nắng ấm bao la biển xanh, không gian ngỡ như đang ngừng trôi tình hơi. Trong thấy anh, tình là con tim sao xuyến khi tay nắm tay, tình là bao nhiêu nhung nhớ khi vai kề vai, tình là muôn tia nắng ấm cho quên giá băng, tình là bông hoa tươi thắm xin trao đến anh, tình là bao nhiêu ngây ngất khi ta gần nhau. Đêm nay ngắm sao rơi thầm mong thầm mong anh luôn mãi bên em người ơi, môi hôn ngắt ngay ta vội trao tình nồng, quên đi hết bao nhiêu sầu lo, vui chơi dưới nắng ấm bao la biển xanh, không gian ngỡ như đang ngừng trôi tình ơi. Phía bên dưới các chàng trai thanh niên cô gái mình đang tay trong tay để dìu nhau nâng lễ vật của gia đình nhà trai, thì chúng ta ở đây trong ngồi của mình để chúng ta chuẩn bị bước vào chương trình lễ đính hôn tại trường cưới của gia đình chúng tôi buổi sáng hôm nay. Kính mến thưa bà con cô bác, thưa các anh các chị các bạn,
Thế là năm 2018 đã đi qua và năm 2019 đã đến với quê hương Việt Thuận và quê hương Vũ Đoài mến yêu, để rồi một mùa xuân mới cũng đang tràn tới với giải đất lúa của làng quê lúa Thái Bình. Và trong một không trời thơ mộng của những ngày cuối mùa đông hôm nay, thật hạnh phúc cho anh em chúng tôi, những người đến từ trung tâm kỹ thuật âm thanh ánh sáng trang trí mỹ thuật của trung tâm ban nhạc trẻ sông quê Hải Tân làng quê Việt Thuận, được là những con ong mang mật ngọt cho đời, là những người thợ xây nhịp cầu hạnh phúc cho những lứa đôi. Để rồi buổi sáng ngày hôm nay, anh em chúng tôi nhận lời mời của gia đình nhà gái, nhận lời mời của cô dâu Quỳnh Hoa, chúng tôi được trở về với trung tâm trường khí của gia đình nhà gái trên giải đất lúa của làng quê Việt Thuận, cùng với bà con cô bác, cùng với các anh các chị và các bạn kết nối nhịp cầu yêu thương cho hai bạn Quỳnh Hoa và Văn Thanh vào buổi sáng ngày hôm nay. Cho phép chúng tôi được với danh nghĩa gia đình và tình cảm bạn bè, thay lời cho gia đình nhà trai, thay lời cho gia đình nhà gái, thay lời cô dâu chú rể, được nói lời cảm ơn tới sự hiện diện của bà con cô bác, các anh các chị và các bạn đã và đã có mặt tại khán phòng quý của gia đình cô dâu Quỳnh Hoa giờ phút này, để cùng với chúng tôi bước vào lễ đính hôn của hai bạn trẻ Quỳnh Hoa và Văn Thanh. Thưa các bác anh chị cùng các bạn, hai bạn trẻ Quỳnh Hoa và Văn Thanh sinh ra ở hai miền quê lúa, họ đã cùng nhau kết tóc xe tơ. Thưa trưởng khí của gia đình chúng tôi giờ này bừng lên chứ song hỉ muôn màu rực rỡ, đó hoa tươi đẹp ý lòng người, khói thuốc hút trời sọc hòa thang thoảng, hoa quế tặng em muôn màu ánh sáng, chăn chứa tình người tình cảm muốn họ đôi bên. Thưa các bác anh chị và các bạn, người Việt Nam xưa có một câu rằng, con chim khôn thì tìm nhánh tìm cành, còn gái ngoan thì tìm chốn chay lành gửi thân. Họ đã gửi thân và để rồi ngày hôm nay hai con tim của họ hòa cùng một nhịp đập, một nét đẹp văn hóa của làng quê Việt Nam yêu dấu. Bởi có tổ tiên mới có ông bà cha mẹ, để rồi có hạnh phúc của hai Việt bạn trẻ hôm nay. Bởi một lẽ đơn giản ấy mà buổi sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu của gia đình nhà trai chính thức dâng lên gia đình nhà gái, dâng lên mặt thờ tổ tiên của gia đình nhà gái cây trầu bãi yết gia tiên. Đại diện của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời trước khi chúng ta trao lễ vật của ngày lễ đính hôn hôm nay. Xin mời một vị đại biểu đại diện của gia đình nhà trai bước lên sân khấu để tri ân tình cảm với bà con cô bác của hai bên gia đình bốn họ buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời. Xin chúc trẻ năm mới cho phép tôi thay mặt cho nhà trai được gửi tới các quý vị đại biểu thân nhân của bốn họ trong hai gia đình một năm mới một chút sức khỏe, mọi người an khang và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, thân nhân hai họ, hai gia đình và của hai cháu, được sự cho phép của hai bên cha mẹ, cháu Thanh và cháu Hoa, hai cháu tự nguyện đến với nhau trên bước đường tìm hiểu. Ở qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu đã đem dư kết tóc và đồng thời các cháu đã thực sự thương yêu nhau và đã nên vợ thành chồng. Được sự cho phép của cơ quan chính quyền hai xã Vũ Đoài Việt Thuận, hôm nay thực sự là một ngày lành tháng đẹp giữa hai đôi gia đình, và được sự nhất trí của cơ quan chính quyền hai xã cũng như là cơ quan hai cấp công tác, các cháu được nghỉ phép trở về quê hương cũng như tại gia đình để tổ chức hôn trường để xây ngày hạnh phúc cho trăm năm hai cháu. Hai cũng như công bảo tâm là có cơ trầu và chút lễ để vào đây kính báo với ông bà và đồng thời cũng kính báo với tiên tổ để chuẩn bị đến cái ngày mai là ngày trọng đại là các cháu đi sinh gia đình. Thì lễ tuy lễ vật có nhỏ có như thế nào, mong tất cả ông bà cũng như các cô bác là chấp nhận cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu rất sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, cho tôi chia tay với lời phát biểu sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai vừa rồi. Và cho tôi lúc này cũng rất hạnh phúc khi được đón nhận lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Ông sẽ tri ân tình cảm với bà con cô bác của hai bên gia đình bốn họ và xin phép được tiếp nhận lễ vật của gia đình nhà trai buổi sáng hôm nay. Vâng, xin mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác và bạn bè của hai em. Lời đầu tiên thay mặt cho họ nhà gái xin gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể bạn bè của hai em lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Được sự thống nhất của hai bên gia đình, ngày hôm nay gia đình họ nhà trai có chút lễ vật để dâng lên tổ tiên và thay mặt cho họ nhà gái thì xin tiếp nhận cái lễ vật của gia đình của họ nhà trai và xin chân thành cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu rất sâu sắc vì đại biểu cho gia đình nhà gái đã chuyện tình cảm của gia đình chúng tôi với bà con cô bác hai bên gia đình bốn họ, và xin phép được tiếp nhận toàn bộ lễ vật của gia đình nhà trai dâng lên để bái yết gia tiên của gia đình nhà gái. Vâng, thưa bà con cô bác, thưa các anh, các chị và các bạn, con cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vâng, ngày hôm nay thì hai con đã một nhà nên duyên. Bây giờ thì chúng tôi trân trọng kính mời hai bà mẹ của cô dâu và bà mẹ của chú rể hãy bắt đầu đứng dậy và bước lên phía bàn mà chúng tôi đang để lễ vật để chúng ta bắt đầu thực hiện chương trình trao lễ. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh hết rồi, áo tím áo xanh bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo, quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng chúng ta hãy lòng, cùng bốn nước xin chào. Đồng lòng tác cạn biển đông, chia sẻ tình cảm, trao đổi tâm tư tình người. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà, trầm đá lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, ta có thiên đường tình yêu. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà, đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có thiên đường tình yêu. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông.
đây, tay đan trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc trọn muôn đời. Ha 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 ha. La 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 la. Say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời.
những lá thư âm nhạc để chúc phiên duyên cho đôi bạn trẻ buổi tối ngày hôm nay, thì xin phép quy chuyển tới quý bác và các anh chị một nhạc phẩm cũng là thay lời cho gia đình họ đẻ trai chúng tôi xin gửi tới quý khách đã tới tham dự buổi lễ tân hôn trong dạ tiệc buổi tối ngày hôm nay. Một nhạc phẩm được mang tên Khách Đến Trường Hà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Gia đình họ đẹp trai, ban nhạc nghĩa chúng tôi luôn tự tin.
đặc biệt là Trang Văn Nghệ và Buổi Tối Ngày Hôm Nay. Giờ đây trước trung tâm trực nghỉ, chúng tôi nhìn xuống khán phòng rất là nhiều các quý vị và các bạn, và đặc biệt là bà con cô bác của quê hương 62 chúng ta, những người khách rất là thân thiện. Để cảm ơn tấm chân tình của bà con cô bác, anh các chị và các bạn, cho phép tôi được kính truyền tới quý vị cũng như các anh các chị và các bạn qua một bài hát của nhạc sĩ Phạm Quý Tuấn. Bài hát được mang tên Khát Vọng. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thank you.
vừa rồi em gửi tới các bạn anh chị các bạn đêm nay anh nghĩ rằng là một tình huống qua một lần sau. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái tình huống em vừa mới thể hiện vừa rồi có lẽ là mang cả cái tâm tưởng và cái hoài niệm riêng của em, đúng không? Nó có pha một chút gì đấy mà anh cảm nhận rằng là trong nỗi lòng của em đang có một chút suy tư riêng. Tôi nghĩ là chị xin chị hãy dành cho Minh Phương và tôi một tràng tay riêng một mình chị thôi. Vâng ơi, em quay sống đang nhìn mọi người dành cho em một tình cảm rất quý mến, bởi vì là dưới kia nhiều người nói rằng là nhiều người rất là yêu thích em. Em cảm ơn ạ. Thế nhưng mà anh cũng nói rằng là anh cũng rất yêu thích em. Bởi vì là em mang đến cho mọi người hôm nay mà tạ khán phòng cưới này là một tình cảm rất tuyệt vời, đúng không? Thế bây giờ thì anh có một cái thông điệp muốn nói với em này. Vừa rồi là anh nhận một cái thông điệp nói rằng là đêm nay thì không phải một mình em, thế mà đồng hành cùng với em thì lại người con trai của em. Hai mẹ con sẽ song ca, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thế mà một cái biệt danh rất là tuyệt vời của con trai em, đó là Giang Khảnh, đúng không nhỉ? Một con trai rất đẹp trai, có cái răng khóe người ta gọi là Giang Khảnh. Hãy dành cho mẹ con của Minh Phương và Giang Khảnh đêm nay một tràng pháo tay tuyệt vời. Sân khấu với tôi là đêm nay không ạ? Hãy lên đăng ký luôn đi ạ. Sân khấu đây. Suốt cuộc đời em cái tấm chân tình dành trong xã và anh được chỉ một phần nghìn cái đi vào mấy thằng sớm quá người con trai yêu quý của mình, đúng không? Nhưng mà hát riêng à? Có thể sao bên dưới con nhà này bảo là như vậy là song ca của hai mẹ con răng khẩy răng gì đấy rất là duyên dáng, đúng không? Tức bây giờ thì xin mời bạn lên. Vâng, thưa bà con các bác, thưa các anh, các chị và các bạn, người Việt thân quê ta thì giàu lòng nhân ái.
còn đất Việt thật quê ta thì mùa xuân đang về để mời cái nên thơ. Nên thơ hơn thế nữa, ngọt ngào hơn thế nữa, đó là giai điệu hạnh phúc của hai bạn trẻ ngày mai. Và thưa các bạn, anh chị các bạn, để rời đêm nay trong một không trời thơ mộng của một đêm cuối mùa đông, trong ánh đèn màu của trung tâm sân khấu ca nhạc, anh em chúng tôi trân trọng kính mời các bạn, anh chị các bạn, chúng ta hãy cổ vũ nước xin chầu. Lúc này thì Tuấn Hà đang hạnh phúc đón nhận giọng hát của một chàng trai đến từ xứ sở của quê hương của Hội Minh Yêu, đẹp trai, phong độ và đặc biệt là chất giọng mượt mà sâu lắng. Các bạn thấy chúng ta những tình cảm đầm thắm trong những ca khúc mà anh thể hiện bởi tên hôm nay. Vâng, cách đây có lẽ là 10 năm thì chàng trai trẻ này là một giấc mơ của rất là nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng mà rất đáng tiếc cho cô gái ấy, bởi chàng trai này thì bây giờ đã là bố của hai người con rồi. Nhưng không sao cả, vẫn rất đẹp trai. Bởi anh cười thì duyên dáng bởi cái ba lúc đồng tiền hai bên. Nhiều cô gái vẫn mơ lắm, đặc biệt là mơ cái giọng hát của anh. Người Tuấn Hà nói tới buổi tối hôm nay, hãy đón nhận giọng hát đến từ xứ sở của làng quê hồn bên đường Ngọc Chiêu. Ngày xưa đúng không nhỉ? Tối nay là chiều đi hát mấy bài. Hôm nay thì live show ca nhạc hạnh phúc cho anh chị trong buổi hôm nay, Ngọc Chiêu muốn thể hiện đến 30 ca khúc. Nhưng có khả năng là nếu mà hát đến sáng hết 30 ca khúc ạ. Cái này nha, thôi thì chúng ta hãy chia sẻ tình cảm với tất cả mọi người. Bây giờ trước hết là MC Tuấn Hà mời Ngọc Chiêu thể hiện bước đầu tiên là 3 ca khúc, tức là 1/10. Đúng không? 1/10 đã. Để còn lại là dành cho chị Huyền Trâm, người bạn học của Hà ngày xưa một chút. Khoảng thời gian Huyền Trâm có thể hiện là 8 ca khúc và chị Huyền Trâm chuẩn bị. Và bây giờ thì xin mời Ngọc Chiêu. Đến với chương trình giao lưu văn nghệ 10 phút cho hai anh chị trong một tối hôm nay. Ngọc Chiêu muốn kính chuyển tới quý vị, Ngọc Chiêu muốn hâm nóng cái hội trường cưới của tất cả chúng ta trong một tối hôm nay qua một ca khúc rất trẻ của nghệ sĩ Vĩnh Tâm, nhạc phẩm với tên Vùng Trời. Bình yên xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Chiều này với một ca khúc rất lãng mạn rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thông, vùng trời bình yên. Đó chính là tâm tưởng mà Quỳnh Hoa và Văn Thanh khi mới bước vào ngưỡng cửa tình yêu họ nói với nhau. Chiều có biết họ nói điều gì không? Không có nghe nên họ nói điều gì không? Vâng, chú rể bảo với cô dâu rằng là em ơi, anh xin được là đấng quân vương để em là hoàng hậu. Trên ngôi cao 9 tầng em đẹp hơn muôn vạn những vì sao. Ngoài trời đang mưa, em mới có phải trời đã xa nữa. Mùa đông xa vắng anh đang chờ, mùa đông ai anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay bắt tình lại buồn hay xa. Khi chia tay với giọng hát của Ngọc Trừ, một chàng trai rất đẹp trai đến từ làng quê Vô Hội thì Tuấn Hà lúc này thì lại rất hạnh phúc. Bởi một quãng thời gian không nhiều, chỉ khoảng 40 năm về trước thì Tuấn Hà học có một người bạn gái rất duyên dáng đẹp với bọn hồng tráng lệ của mùa xuân. Đó là bạn gái Huyền Trâm. Ngày xưa thì Tuấn Hà hay bị cô bạn ca bắt lỗi bởi vì là hát sai nhịp. Thế nhưng mà cũng rất hạnh phúc cho Hà sau 40 năm quay trở lại ngày hôm nay, hạnh phúc của Quỳnh Hoa thì Hà lại gặp lại người bạn gái ngày xưa. Và Hà là muốn nghe lại giọng hát của Huyền Trâm, người quản ca của Hà ngày xưa. Bây giờ thì Hà rất là hạnh phúc khi được đón Huyền Trâm lên sân khấu. Các bạn đang ngồi dưới cuối sân dành cho
Vâng, tôi biết rồi ạ. À. Thế nhưng mà tôi đang muốn người bạn gái cách đây 40 năm học của tôi là người bạn ca hay bạn nào tôi ạ. Thôi không sao cả, bây giờ thì thế này. À, có lẽ các cụ nói là muốn sống không tin thì phải đền đại. Đúng không ạ? Tất cả muốn mời Huyền Trâm đây, nhưng Huyền Trâm thì lại là không muốn ham Tân Hà bởi vì là chuyên bắt nạt Tân Hà ngày xưa. Thế thì bây giờ thì trong một cái đêm rất là huyền ảo của một ngày cuối mùa đông, trong ngày hạnh phúc của hai bạn trẻ Quỳnh Hoa Văn Thanh, thì Hà tặng riêng cho Huyền Trâm một tình khúc mà Hà cũng muốn hâm nóng cả cái trường thuế lên. Một tình khúc với giai điệu tình yêu, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Nho, rất sôi động, ngọt ngào. Hãy đến với ca khúc được mang tên Chiến Khăn Yêu. Thank you.
Và bây giờ thì có lẽ là bước vào nhịp cầu đón dâu mà chúng tôi xin được bắt đầu
để gửi tới cô bác anh chị các bạn một nét đẹp văn hóa của làng quê Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà con cô bác của hai bên gia đình quân họ chúng ta uống nước hút thuốc xin chầu, và xin mời nhiếp ảnh Gia Giang Nam nhà quay phim nhiếp ảnh của trung tâm truyền hình Thái Bình hướng ống kính về phía sân khấu của tôi để bắt đầu ghi cho chúng tôi một quy hình tuyệt vời. Bởi buổi trưa ngày hôm nay quay chầu bà Yết Gia Tiên, quay chầu mà để cho hai bạn trẻ họ nên duyên vợ chồng, đó chính là hình ảnh của hai bà mẹ trao nhau quay chầu gọi dâu vào giới trên hai đôi môi của hai bà mẹ, và đứng bên cạnh là chú rể vâng rất đẹp trai và chiếc ống kính của nhà quay phim nhiếp ảnh Giang Nam. Và xin mời hai bà hãy hướng về phía ống kính của Giang Nam buổi hôm nay, và chúng ta hãy làm gì ạ? Một cái bước tuyệt vời cho gia đình này của tôi buổi hôm nay. Bàn tay nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết. Bên nhau lo rừng say tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Vâng, có lẽ là xin mời đôi tân lang tân nương, hai bạn trẻ Quỳnh Hoa và Văn Thanh, hai em hãy đứng dậy để chào đón bốn họ buổi trưa hôm nay. Và bốn họ sẽ làm gì ạ? Một tràng vỗ tay tuyệt vời cho họ ạ. Vâng, có lẽ là Tuấn Hà thay lời cho hai em, tôi xin được cảm ơn tình cảm của bà con cô bác rất là nhiều. Bây giờ thì mời hai em ngồi xuống. Các chị các bạn, có lẽ là đến bây giờ thì một khoảng thời gian đẹp nhất để cho anh em chúng tôi, những người đến từ trung tâm kỹ thuật âm thanh ánh sáng trang trí mỹ thuật của trung tâm ban nhạc trẻ sông quê Hải Tân làng quê Việt Thuần được chia sẻ tình cảm với bà con cô bác, với các anh các chị các bạn trong chương trình lễ đón dâu được diễn ra tại trường cưới của gia đình cô dâu Quỳnh Hoa buổi trưa ngày hôm nay. Thưa bà con cô bác, thưa các anh các chị của các bạn, một năm mới đã đến với chúng ta, năm 2019, và một mùa xuân mới đang dần tới, một mùa xuân với tràn ngập nước sắc hoa, và ở nơi ấy là tình yêu ngọt ngào đầm thắm của hai bạn trẻ Quỳnh Hoa và Văn Thanh buổi trưa ngày hôm nay. Cũng hạnh phúc cho chúng tôi, những người đến từ trung tâm kỹ thuật âm thanh ánh sáng trang trí mỹ thuật của trung tâm ban nhạc trẻ sông quê miền quê Việt Thuận Hải Tân buổi trưa ngày hôm nay, được là những con chim báo hỉ ngang trời tung cánh, là nhịp cầu nối những bờ vui cho biết bao cuộc tình duyên thơ mộng, là sợi chỉ hồng diệt cấm theo hoa cho muôn vạn mối tình đầu non trẻ đẹp đẽ sắc son. Để rồi buổi trưa ngày hôm nay, nhận lời mời của gia đình nhà gái, nhận lời mời của cô dâu Quỳnh Hoa, chúng tôi về với trường quý của gia đình nhà gái, về với làng quê Việt Thuận bên bờ con sông Hồng thắm đỏ phù sa. Và các bạn, người Việt Nam xưa có câu rằng con chim khôn thì tìm nhánh tìm cành, còn gái ngoan em tìm trốn trai lành gửi thân. Xin thưa các bác xa gần, người xưa ngay đúng mười phân vẹn tàn. Sinh ra một chàng trai thanh tú, đó là Văn Thanh.
trên con đường học tập và làm việc, họ bén duyên nhau, bắt đầu từ tình bạn chân thành và trong sáng. Rồi họ hiểu ra một điều giản gì là họ sinh ra trên cuộc đời này để họ mãi mãi thuộc về nhau. Cùng các bạn quay đầu nhìn lại, hôm nay đã qua rồi những ngày mà họ thầm thương trộm nhớ, đã qua rồi những ngày họ chăn trở nhớ thương. Ngày hôm nay con sông quê chàng trai trẻ Văn Thanh đã bắt nhịp cầu để đón Quỳnh Hoa về. Em mặc áo cô sâu, chiếc nón trắng che ngang đầu, rồi bên Văn Thanh được làm chú rể. Vâng, một lẽ đơn giản là thế. Chứ giờ này trường quý của gia đình chúng tôi bừng lên trên sông Hỷ muôn màu rực rỡ, đôi hoa tươi đẹp ý lòng người, khói thuốc quét trời sọc hò thoang thoảng. Phòng quý tặng em muôn bộ ánh sáng, chan chứa tình người tình cảm bốn họ đinh bên ấy là cả một trái tim rực lửa tình yêu, sóng tình dậy lên trong lòng hai bạn trẻ. Lần đầu gặp gỡ, Văn Thanh nói với Quỳnh Hoa rằng: em ơi, anh sẽ vì em con thôi thành lâu đài tình ái, kết nở hoa bằng hai trái tim hồng. Bởi chúng mình cùng sinh ra bên những dòng sông, có sóng lúa mênh mang trải dài trong nắng, và tình yêu anh dành cho em đầm thắm như những đóa hoa. Được ghi vào ống kính của nhiếp ảnh gia Sang Nam, đó là hình ảnh của hai em tôi đây họ trao hoa cưới cho nhau. Và bây giờ xin mời chú rể hãy đứng dậy trao hoa cưới cho người vợ yêu quý của mình. Toàn các bạn làm gì ạ? Một tràng pháo tay tuyệt vời cho quyết định của chúng hôm nay. Và trao nhau hoa cưới. Còn dần giờ với tên nhau đó gì có phải không? Nụ hôn đầu đời đang nở trên đôi môi của họ. Hãy nói rằng hãy hôn nhau đi. Vâng thầy người, mình giải lên một chút nào cho trai của mình cô này ơi. Ôi dồi ôi đẹp quá, nồng nàn quá rồi. Xin cảm ơn nhà quay phim như vậy, nhà Gia Giang Nam ghi cho chúng tôi một đôi tuyệt vời. Và bây giờ xin mời hai em ngồi xuống. Hãy xây chồng cùng nhau để giờ này gia đình nhà trai sẽ có đôi câu. Trước là cảm ơn bốn họ, sau đó gia đình nhà trai xin được phép đón cô dâu trở về. Chúng tôi hạnh phúc lúc này được đón nhận lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Vâng, kính thưa các cụ công, các bà cùng bạn bè thân hữu xa gần của hai cháu, qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, hôm nay đã lên vợ thành chồng, và cũng được sự nhất trí của hai cơ quan của chính quyền địa phương của hai xã. Hôm nay hai gia đình là đã tiến hành tổ chức lễ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu, được sự ủy quyền của gia đình họ nhà trai cũng như gia đình ông Tâm. Tôi thay mặt cho họ nhà trai cũng xin chân thành cảm ơn tới quý vị đại biểu, tân quý khách của họ nhà gái đã tiếp đón nồng hậu tới gia đình họ nhà trai chúng tôi để chuẩn bị là đón là dâu về tại hôn trường tới gia đình họ nhà trai chúng tôi. Một lần cuối tôi xin thay mặt cảm ơn tới quý vị đại biểu cùng toàn thể tân quý khách chuẩn bị bước sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Ý ngọc sâu xa. Trước hết ông chúc cho tình cảm thông gia giữa hai nhà ngày càng gắn bó đậm sâu. Ông cũng chúc cho chú rể cô dâu hai em của chúng tôi họ trăm năm ý hợp tâm đầu cùng nhau. Và ông cũng nhắc hai em chúng tôi hãy nhớ lên một câu: chữ hiếu thảo phải là đầu, chữ trung thủy hai em đừng có nhạt phai. Phía trước của hai em là cả một con đường đang bừng lên ánh sáng tương lai. Vẫn biết rằng đường đi của hai em còn rất là dài. Ông mong rằng hai em hãy cùng nhau ghé vai gánh vác. Và đặc biệt là ông có lời mời trân trọng với đoàn đại biểu của gia đình nhà gái là đường về vũ đoài chẳng có bao xa. Xin mời bà con cô bác của quê hương Việt Thuận chúng ta hãy cùng về. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn lời phát biểu xuất sắc của ông Thuấn của trường hợp này. Vâng, có lẽ là chia tay với lời phát biểu sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai của trường hôm nay, thì giờ này thì Tuấn Hà lại mời Giang Nam hướng ông kính về sân khấu của Tuấn Hà đi, và để rồi ghi cho Tuấn Hà những khuôn hình tuyệt vời của trường ngày hôm nay. Thưa cô bác anh chị của các bạn, để có được cái trái ngọt hạnh phúc của hai em chúng tôi của trường ngày hôm nay, vâng, có đại dương nào mênh mông được như lòng mẹ, có núi cao nào sánh được với công cha. Vâng, cha mẹ nuôi con bao tháng ngày vất vả, nhưng hôm nay trên môi mẹ, môi cha nở nụ cười khi hạnh phúc của con mình đầm thắm như muôn vạn những sắc hoa. Một chút quà cha mẹ trao hai con là kỷ niệm. Bây giờ tôi là xin mời ông Bính, bà Nhài hãy dành cho hai người con của mình một tình cảm đầm thắm qua chút quà nhỏ trao tay. Và cô dâu chú rể hai em hãy đứng dậy để đón nhận món quà này.
còn muốn họ làm gì đây? Một tràng pháo tay tuyệt vời, một chân đây. Vâng, cảm ơn tình cảm của ông bà rất là nhiều. Vâng, đúng là công trạng như là trinh thành tất cả chỉ là dành cho con của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn tình cảm của ông bà rất nhiều. Thấy rằng là anh chị em cùng lớn lên vào dòng sữa mẹ ngọt ngào, nỗi nhọc nhằn vất vả của người cha. Nhưng hôm nay các anh, các chị và các em rất mừng khi hạnh phúc của Quỳnh Hoa và Văn Thanh đẹp như những bông sắc hoa. Một xuất quà các anh, các chị và các em chào anh chị là kỷ niệm. Người đầu tiên mà tôi đang muốn nói đó là chị Quỳnh Trang sẽ dành cho hai em tình cảm qua một món quà giải cao tay. Và bây giờ thì xin mời hai bạn hãy đứng dậy để nhận món quà này. Chúng tôi chỉ còn lại có 4 phút rưỡi nữa thôi. Vâng, trên đây với tình cảm của chị Huyền Trang lúc này thì chúng tôi đón nhận tình cảm của em gái rất là duyên dáng. Vâng, đó là em gái em gái Yến ạ, rồi em gái của cô dâu ạ. Xin mời hai vợ chồng em, hai vợ chồng em đến khỏi trường ạ. Yến của em, Yến là chị của cô dâu và cũng là chị của em Tuấn Anh, thì xin mời Tuấn Anh khỏi trường mình ạ. Vâng, có lẽ tôi hả muốn là hai chị em sâu mắm vào đây ạ. Hai chị em ôm nhau hơn nhau đi ạ. Rồi, xin cảm ơn rất là nhiều, xin mời Yến trở về vị trí của Tuấn Anh ạ. Vâng, xin được tạm chia tay với chàng trai trẻ đẹp trai, người em trai của cô. Thì Tuấn Hà lại đón nhận một tình cảm hết sức tuyệt vời, đó là tình cảm và món quà trao tay của em Duyên. Vâng, sẽ dành cho chị gái của mình một món quà rất tuyệt vời. Các bạn ơi, có lẽ đây là món quà tuyệt vời bởi vì người em gái rất là, vâng, rất là thơm đây. Ôm em đi. Ôm em đi, ôm đi. Rồi. Cảm ơn Giang Nam rất là nhiều. Vâng, chia tay với em gái Duyên thì có lẽ lúc này thì Tuấn Hà muốn nói rằng là bác cháu tình cảm đậm đà ngày hôm nay thì cháu xin hạnh phúc một chút quà nhỏ nhỏ bác trao tay. Tuấn Hà muốn nói tôi đó là tình cảm của bác Trâm ạ. Xin mời bác Trâm hãy dành cho hai em tôi tình cảm một món quà nhỏ rất tuyệt vời của chúng nay. Cảm ơn bác Trâm rất nhiều. Quỳnh Hai, Quỳnh Hai quay lại phía MC Tuấn Hà đi. Để Tuấn Hà nói một câu rất hay đây này. Bởi vì có một người ở rất xa, đó là cháu Hương. Vâng, cháu Hương thì hiện nay thì không ở quê nhà. Hiện nay cháu đang ở một nơi rất xa, ở một phương trời xa lạ, cách quê hương của Việt Thuận mới đưa chúng ta khoảng độ 3578 dặm đường. Nhưng tình cảm thì rất thân thương, muốn dành cho Quỳnh Hoa ngày hôm nay một tình cảm thân thương, món quà nhỏ trao tay. Vâng, bây giờ là món quà của Quỳnh, cháu Quỳnh Hương trao cho Quỳnh Hoa. Và bây giờ tôi một tràng pháo tay rất tuyệt vời với cháu đây. Vâng, có lẽ Tuấn Hà tạm chia tay với tình cảm và những món quà nhỏ để Tuấn Hà được nhận lời mời và lời phát biểu sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái trước giờ gia đình nhà trai đón dâu trở về. Xin mời vị đại biểu đại diện của gia đình nhà gái. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai em. Lời đầu tiên thay mặt cho họ nhà gái xin gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội cưới lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa hội cưới, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự thống nhất của hai bên gia đình, hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai em. Với sự có mặt và hiện diện của các quý vị đại biểu là niềm vinh dự và niềm hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi.
thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin chân thành cảm ơn. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, xin chúc toàn thể hội cưới sang năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, các bạn xin em cảm ơn. Nam nữ thanh niên đã về một ngày phúc tươi lứa lên duyên vợ chồng. Và ông cũng mong rằng bà con bốn họ cảm thông. Nếu như gia đình nhà gái có gì thiếu sót thì chúng ta hãy thể lọc bỏ qua. Trong cái cuộc sống đời thường, ai cũng bước vào nhịp cầu hạnh phúc thì ai cũng muốn chọn là một năm, chọn một tháng chạy một ngày chọn một giờ. Nhưng tôi muốn nói rằng là bây giờ thì ngày lành tháng đẹp mở ra. Xin mời bốn họ chúng ta lên đường. Vâng, người tôi hãy lên đường đồng hành cùng với các dâu chú rể ở đây của chàng trai. Người đại tràng trân trọng lời chúc sức khỏe tới các bác anh chị công an. Hãy về với tòa lâu đài để nhà anh của gia đình trai. Xin cảm ơn rất nhiều. Ngàn tia nắng ấm thắp lên mùa xuân cho em cho người. Từng đàn chim đến hót vang tiếng ca từng vườn trên lá. Đi bên anh mùa xuân đêm long lanh giọt sương. Ngồi bên hiên vắng lắng nghe mùa xuân đang về khắp trời. Tình yêu lên tiếng khát khao giấc mơ xuân về trên gối. Đi bên anh mùa xuân đêm lung linh tình yêu. Thắp thêm ước mơ cho tình yêu tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhạt chào em. Bao lần anh nhớ anh thầm mơ đến với những giấc mơ yêu. Con tim thôn thức bao đêm khi anh muốn nói yêu em, nhưng mà em nỡ lên lùng buồn mắt nơi xa rất xa. Anh đây không dám yêu hoa, anh xin yêu mãi em thôi. Cho dù trong tố hay là mưa bão đêm vẫn mãi yêu em. Em ơi chờ bước đi mau, con tim nhút nhát anh trao. Mong tần trong đáy tim này anh sẽ luôn luôn yêu nàng. Và cuộc đời vàng sau này đón hay nhanh tươi xanh. Hãy đến hay hát với nhau cùng anh đi người yêu dấu. Chân sau tim tú hát ca cùng say vui trong tình mình. Em ơi hãy thử yêu đi xin đừng ngày cùng và đừng lo lắng. Nụ cười nàng đẹp từ ngàn cánh hoa lan xinh tươi. Với những ánh nắng ban mai đẹp tươi rơi hồng trên má. Con tim chín trắng anh đầy mặt sao em lại hỏi tình. Yêu em đi chẳng bao giờ yêu, con tim anh chỉ yêu mình em. Con tim nhút nhát luôn hằng mong, con tim khát khao yêu em thật là như thế. Hãy là người tình anh nhé, anh đã thầm yêu. Suy nghĩ hay quên đi ngàn âu lo, xin chờ đừng lo. Ta sẽ vượt đi bằng ánh sáng với muôn sắc màu trên ngàn sao lấp lánh từ anh ngàn vàng. Oh, eh oh, eh oh. Từng ngày hay bước đến bên anh. Gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay được chào đón toàn thể bà con cô bác anh các chị và các bạn từ hai quê hương Việt Thuận và Vũ Đoài, và đặc biệt là còn có các vị khách quý trên mọi miền của đất nước chúng ta trở về đây để chúng ta cùng dự trọn vẹn buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho hai em Văn Thành và Quỳnh Hoa. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức gia đình người dẫn chương trình cùng với ban anh chúng tôi xin được kính chuyển tới toàn thể quý vị đại biểu các anh chị và các bạn mong một lời chào trân trọng nhất trong cái tối hôm nay nào. Xin được cảm ơn thật lớn ạ. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị đại biểu, thưa các anh chị và các bạn, và có lẽ là không có cái gì vui bằng cái buổi hôm nay khi mà thời tiết một mùa đông đã về giá lạnh trên quê hương chúng ta. Và một niềm vui tràn về tới hai gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái, và đặc biệt là niềm vui riêng của chú rể Văn Thanh và cô dâu Quỳnh Hoa. Cho tới giờ này thì hai em chúng tôi cùng với bà con cô bác anh các chị và các bạn chúng ta đã trở về đây để chúng ta cùng
cùng dự buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ rồi. Có lẽ là lời đầu tiên được thay mặt cho ban tổ chức gia đình, chúng tôi xin được mời cô dâu và chú rể hai em sẽ tiến lên một chút nào. Có lẽ là cái giờ phút này thì xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng cúi chào bà con cô bác anh chị và các bạn. Xin một tràng pháo tay chúng ta dành cho cô dâu và chú rể. Cảm ơn các bạn anh chị và các bạn. Vâng, xin mời ông mời bà cùng với mời hai em ta cùng ngồi xuống. Thưa quý vị đại biểu, thưa các anh các chị và các bạn, và người ta thường nói rằng bao giờ sắp hết mùa đông để ta làm lễ tơ hồng cưới nhau. Thế là họ chờ lâu một mùa đông sắp hết mà cưới trầu đã tên, để cho miếng trầu cánh phượng đen duyên. Thì mùa đông nay sắp hết rồi, để cho em lại được đứng ngồi bên anh và thuận hòa đôi mái đầu xanh. Chúc mai nay đã giao cảnh bên nhau, thanh là rể còn hoa là dâu, để chung tay ta bắt nhịp cầu tương lai. Cái nhịp cầu yêu thương và nhịp cầu hạnh phúc của hai em Văn Thanh và Quỳnh Hoa đang được bắt trên tình cảm của các vị đại biểu, bà con cô bác và các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Giờ đây, để cho cô dâu và chú rể hai em đã được ngồi sát bên nhau, để mái đầu che lấy mái đầu thoảng hương. Trong cái niềm vui và niềm hạnh phúc của chú rể và cô dâu, với danh nghĩa là tình cảm gia đình và thay lời cho hai em, xin được kính mời toàn thể các vị đại biểu, chúng ta hãy cùng nâng một chén trà xanh cho thắm tình chú rể, và rồi ăn một miếng trầu cay cho hồng má cô dâu. Bởi vì kể từ buổi trưa ngày hôm nay trở đi, hai em Văn Thanh và Quỳnh Hoa, họ qua sông thì cũng đã có cầu, mà qua nhà thì cũng đã có miếng trầu trao duyên, để hai em chúng tôi được chung một lời nguyện là chung cha chung mẹ bách niên trọn đời. Và giờ đây thì cái niềm hân hoan, niềm hạnh phúc của hai em chúng tôi cũng đã đến rồi. Được phép thay mặt cho ban tổ chức gia đình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu sự hiện diện của hai ông bố cùng với cô dâu và chú rể. Người chúng tôi muốn mời lên trung tâm hôn trực cưới là ông Phạm Văn Tâm. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Và tiếp sau đó là chúng tôi xin được mời ông Bùi Quốc Bình. Hiện giờ ông đã hiện diện trên trung tâm hôn trực cưới. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đứng lên. Cũng đang muốn sắp xếp cho hai ông đứng hai bên, mà ông Tâm thì rất là vui, ông bảo ông muốn đứng bên ông không ra. Cái này là cái vui nhất nhất quý vị ạ, cho một tràng pháo tay đi quý vị ơi. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Xin thưa với hai ông, sau khi được cái sự tìm về hiểu của hai em, nó đã đi đến độ chín mùi cho tới giờ này thì hai họ cũng như hai gia đình, đặc biệt là hai ông thông gia, đã thống nhất rồi. Cái ngày hôm nay là cái ngày hạnh phúc nhất của hai con. Thế nên giờ đây thì gia đình họ nhà gái cũng đã đưa hai con trở về tới gia đình họ nhà trai chúng tôi để làm lễ kết hôn cho hai em. Mà chắc chắn rằng cái niềm hạnh phúc này thì dành riêng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Hai em thật là xinh, thật là đẹp. Đứng trước trung tâm hôn nhân cưới, đứng trước hiện diện của bà con cô bác, anh chị và các bạn là một cái điều tuyệt vời nhất đấy. Hôm nay họ sẽ chứng kiến cho tình yêu đôi lứa của hai em. Thưa quý vị đại biểu, thưa anh chị và các bạn, có lẽ là không có gì vui bằng cái buổi hôm nay nhỉ? Để khi mà chú rể được đón cô dâu về thì niềm vui này sẽ dành cho đặc biệt nhất là chú rể. Chúng ta sẽ dành cái niềm yêu ái này để cho cô dâu và chú rể hôm nay sẽ thể hiện tình cảm của mình khi có cặp nhẫn cưới trao cho nhau với cái sự hiện diện của hai ông thông gia. Tình yêu và niềm đam mê hạnh phúc đó là một cái tình yêu chân thành, là tình yêu thông minh. Nó đòi hỏi sự đồng cảm của hai trái tim, cô dâu và chú rể sẽ được hòa chung một nhịp đập để trước thềm phòng e ấp sâu xa. Và hôm nay rể dâu thì sẽ đẹp như một đóa hoa và thật là trong trắng, thật là thủy chung. Bây giờ thì sự hiện diện của cô dâu và chú rể sẽ đứng trước trung tâm hôn trực cưới rồi.
xin mời hai ông thông gia chúng ta sẽ bắt tay nhau một cái nào. Xin vừa chào các anh quý vị ơi. Cảm ơn. Có lẽ là giờ đây thì con cứ mời hai ông đứng đây để chúng ta sẽ thực hiện tình yêu đôi lứa của hai em. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến sướng. Chú rể trở về tới trung tâm hôn nhân giấy của gia đình và nhà trai để làm lễ kết hôn cho hai em. Người ta thường nói rằng không có gì say bằng phép tình ái. Khi những chiếc thăng ly của gia đình và nhà trai đang bày trước trung tâm hôn nhân giấy, để cho cô dâu và chú rể hôm nay sẽ mở những chai rượu sâm banh này và chúng ta sẽ đổ đầy lên những chiếc khăn đi này cho nó tuôn trào như những giọt nước. Vâng, có lẽ là giờ đây anh sẽ giúp cho cô dâu và chú rể. Và giờ đây em sẽ xoay chiếc nút này ra. Đường đường quý vị đại biểu, ngay các chị và các bạn, chúng ta đến với những cuộc tình đặc biệt. Chúng ta nghe bản nhạc này, chúng ta có biết là bản nhạc gì không ạ? Một bản nhạc của Beethoven, đúng rồi, bản nhạc đã trích trong vở Romeo và Juliet để chứng kiến cho tình yêu đôi lứa của hai em. Đây xin mời cô dâu và chú rể, hai em sẽ đặt tay vào đây và chúng ta bắt đầu rót rượu lên tháp đi. Đi ơi, quá tuyệt vời. Bây giờ thế của 4.0 rồi, một cái niềm vui tuyệt vời khi gia đình nhà mình đã được đón thêm một thành viên mới. Mời cô dâu và chú rể chúng ta ra đây chút, em sẽ cầm ly rượu này lên và em biết là mời anh. Xin chúng tôi muốn chuyển gửi cái sự hiện diện này thật là tuyệt vời khi mà chúng ta hôm nay được chứng kiến cái tình thông gia. Kể từ ngày hôm nay thì hai gia đình thông gia như một. Xin mời hai ông chúng ta cùng đi một chút ạ. Vâng, chúng ta sẽ uống một chút thôi. Xin một tràng pháo tay dành cho hai ông thông gia ngày vui hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn. Chào cháu xin. Vâng. Chúng ta cùng về vị trí của mình. Hai chị tìm ở đây. Chúng ta tiến ra đây một chút đi. Bắt tay nhau vào. Vâng ạ. Ra đây thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng uống đi một chút nào. Thật là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn. Thì chúng em sẽ cùng cắt chiếc bánh để một ngày cưới trong hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cầm tay nhau và chúng ta sẽ cắt một nhát thôi, cắt từ trên xuống dưới. Vâng, thật là tuyệt vời đấy ạ. Rồi, em cắt xuống dưới này đi. Vậy thì trên bánh gato này, kể từ ngày hôm nay nó sẽ thể hiện cho sự chia sẻ một buổi của cô dâu và chú rể nhé. Thì ở đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta về vị trí của mình đi. Về phía sân khấu của gia đình họ nhà trai trong cái buổi trưa ngày hôm nay đã có một đôi bạn trẻ cầm tay nhau cười. Và người ta thường hỏi rằng hoa ơi hãy ngát hương đời để cho giấc mộng hai người đắm say. Và gió ơi hãy thổi nhẹ bay đừng làm rung động lá cây bên thềm. Mây ơi cứ thế êm đềm, cho ngày thì ngắn mà cho đêm thật dài, để cho ai tình tự với ai.
và đẹp như bông cúc bông mai xuân về. Vâng, những bông cúc những bông mai xuân về đã trở về tới gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay là sự hiện diện của cô dâu chú rể. Thế giờ đây trên chúng ta muốn trực cưới gia đình họ nhà trai, chúng tôi cũng không nên để cho quý vị và các bạn ta chờ lâu hơn nữa đâu. Được phép thay mặt cho ban tổ chức và gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được phép trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc cho hai em Văn Thanh và Quỳnh Hoa trong buổi trưa hôm nay sẽ được bắt đầu. Chúng tôi muốn trực cưới gia đình họ nhà trai, chúng tôi làm cuộc vui hạnh phúc cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Một bộ phận âm thanh không thể thiếu được mang tới chúng tôi muốn trực cưới là phát đại hạnh phúc của anh sự công tác đời của anh rất nhiều. Cộng với giọng hát trẻ của em Hồng Thắm. Thật tôi xin là người và để bắt đầu phân tăng văn nghệ, chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị đại biểu, các anh các chị và các bạn, chúng ta hướng về chúng ta một trực cưới để chào đón giọng hát của ca sĩ Hồng Thắm trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin thay mặt cho anh em cho ban nhạc hạnh phúc, xin kính chuyển tới quý cô bác của các anh chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, và chúc cho hai họ bốn bên luôn vẹn tròn chữ thông gia. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ chúc phúc cho bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay, xin kính chuyển tới quý cô ông quý bà cùng toàn bên thể bạn bè thanh niên nam nữ một tổ khúc Ba Quan Mời Chầu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
vừa rồi Hồng Thắm đã thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin được kính mời toàn thể các vị đại biểu, chúng ta đã đến với gia đình họ nhà trai chúng tôi rồi thì cùng uống nước, hút thuốc, xơi chầu, mà không ăn thì chúng ta cùng cầm lấy để cho nhau bằng lòng, vì chầu này là chầu nghĩa chầu tình, ăn vào cho đỏ bôi mình bôi ta và thanh về thay với mẹ cha để đón hoa về ở một nhà vui chung. Vâng, cái niềm vui chung nhất của gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay là được đón em Quỳnh Hoa về làm cô dâu mới của gia đình hôm nay. Chúng tôi xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đứng lên để chúng ta cùng nhận những món quà kỷ niệm trong ngày cưới của gia đình họ nhà trai. Thứ nhất là chúng tôi xin được mời bà mẹ của chú rể sẽ có quà trao cho cô dâu mới. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Hai mẹ con ôm nhau cái. Vâng, và có thể chuyển sang chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu một món quà nữa là món quà của chị gái chú rể. Anh chị sẽ có quà trao cho cô dâu trong ngày. Kể từ ngày hôm nay thì bao đối chân chuyện vất vả nhọc nhằn của bà chị gái cũng như anh rể đã bớt đi một phần nào khi mà được đón nhận thêm một đôi tình cảm của chị gái trong ngày vui hôm nay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nói rằng đêm tân hôn là đêm của riêng ta, để Quỳnh Hoa về đèn bóng sáng thêm nhà, khi cánh cửa phòng loan reo reo máy, bởi mỗi bước em về trải cánh hoa, trai quê ta và gái cũng quê ta, mỗi tâm hồn một bài ca chúc mừng. Để chính thức chương trình hôm nay, xin được hân hoan đón nhận một dòng hát trẻ nhất của quê hương chúng ta, đó là dòng hát của bạn Nhất Sinh. Xin chúng ta kính mời. Cơn mơ mơ anh chấp thành cả bài thơ gửi cho em cả bầu trời nhớ nhớ đêm lạnh bơ vơ lấy gió thương em còn nhớ em có biết tim anh mong chờ đêm bầu trời xanh đóng gói cho tiếng anh sực dậy đóng đầy nỗi nhớ anh yêu em mãi mãi nhớ thương em trong đêm dài lòng anh sẽ không bao giờ phai và em không biết chắc gì bây giờ lắng giác lại vì thiếu hơi ấm của em một điều thương anh với trong tim mãi mãi anh khiến tim hồng đúng là đẹp sao nghĩ vợ tình chồng xe duyên kết tóc duyên lòng từ đây khi gia đình họ nhà gái cho con đi lấy chồng thì chúng tôi tin tưởng rằng gia đình họ nhà gái cũng phải căn dặn rất kỹ rằng kể từ ngày hôm nay đi về nhà chồng thì mình phải sống làm sao và mình phải sống như thế nào để cho nó hợp với đạo lý của gia đình họ nhà trai và chắc chắn rằng một câu bất hủ của tiền nhân để lại chắc chắn rằng các cụ sẽ căn dặn rất là kỹ rằng nam muôn đa hỷ khánh mà nữ tế cần thừa long để đẹp duyên con cha mẹ vui lòng và mừng bốn chữ nghi kỳ gia thất và ngày hôm nay thân thiên bạch nhật cho các con về hợp cần thành hôn mấy lời nhắn nhủ các con cũng là cảm tạ hội hôn xóm làng
Để chính thức chương trình hôm nay, ban tổ chức gia đình họ nhà trai chúng tôi xin được trân trọng kính mời một lời cảm ơn của một bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai em. Lời đầu tiên thay mặt cho họ nhà gái xin gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội cưới lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hai em Hoa và Thanh, trên bước đường công tác và học tập, hai em đã quen biết và yêu nhau với sự vun vén của hai bên gia đình và bạn bè. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương hai xã Việt Thuận và Vũ Đoài, hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai em với sự có mặt và hiện diện của các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội cưới là niềm vinh dự và niềm hạnh phúc đối với gia đình, hai gia đình chúng tôi. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình và nồng hậu của gia đình họ nhà trai. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, xin chúc toàn thể hội cưới năm mới an khang thịnh vượng, chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, xứng đáng là dâu hiền rể thảo. Xin chân thành cảm ơn. Canh các chị và các bạn, trên trung tâm hôn sự cưới gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay thật là vui khi được đón nhận tất cả tình cảm của bà con cô bác, các anh, các chị và các bạn. Và đặc biệt là người dẫn chương trình hôm nay đứng trên này đã nhìn thấy một gương mặt sáng ngời. Gương mặt này đã đi xe duyên kết tóc cho triệu triệu đứa đôi. Đặc biệt hôm nay anh đã trở về tới khán phòng của gia đình họ nhà trai chúng tôi rồi. Chúng tôi xin được hân hoan đón nhận và giới thiệu giọng hát của anh Mạnh Hà. Các đại biểu gia đình con gái xin một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Có lẽ là xin lần đầu tiên chào em rất nhiều. Xin gửi lời chào trân trọng tới trung tâm nhà sông quê của Xuân Thiều làm quyền của đài video. Xin chào đạo trưởng Hào Huynh, xin tờ guitar Đức Chính. Có lẽ là một điều mà Tuấn Hà cảm nhận tại trường cưới của gia đình chú rể Văn Thanh buổi trường hôm nay, bởi đó là một buổi trưa của những ngày cuối mùa đông. Vâng, một năm mới thì bước sang rồi mà mùa đông thì cũng sắp đi qua. Thế thì có lẽ các bác của hai họ, chúng ta hãy cho tôi hỏi câu được không ạ? Thế các bác chưa đây thấy là trời có lạnh không ạ? Đúng là lạnh thật không ạ? Thế mà có dâu chú rể thì lại ngồi bên nhau ghé tay nhau bảo là vâng, hôm nay trời có mưa có lạnh cũng chẳng sao. Bởi hôm nay hai em chúng tôi họ đã thỏa những ước ao, bởi họ đón nhau về sưởi ấm mùa đông giá, hạnh phúc bên nhau thật ngọt ngào. Thế thì họ nói như vậy không có một tràng pháo tay cho họ các bác ơi. Và đặc biệt là với người Việt Nam, cái phong tục văn hóa rất đẹp của người Đông Á chúng ta đó là miếng trầu là đầu câu chuyện, còn chén rượu đồng là để kết mối lương duyên. Và đặc biệt là cô dâu chú rể hai em tôi họ đã kính xong thân phụ mẫu bằng chén rượu vừa rồi, họ trao nhau ly rượu nhấp môi để đêm nay họ sẽ bước vào tòa lâu đài tình ái. Còn Tuấn Hà cũng như biết bao bà con cô bác của gia đình nhà trai, gia đình của gái giờ thì chẳng biết nói gì đâu. MC Sơn Định thì bỏ là hát, có lẽ là cái tuổi này thì cũng chẳng biết hát bài gì cả, nhưng phải nói một điều rất đơn giản đây này, có được cái trái ngọt hạnh phúc của hai em tôi hôm nay, hãy cho Tuấn Hà nghìn lần cảm ơn đất mẹ Việt Thuận và Vũ Đoài mến yêu. Hai cái giả đất mênh mang dạt dào sóng lúa đã dệt nên mối tình thơ mộng cho đến lúc hôm nay. Và nghìn lần cảm ơn các bà, các mẹ, các chị, những người phụ nữ của làng quê Thái Bình nói chung và hai bà mẹ của cô dâu chú rể nói riêng, những người phụ nữ đã tỏa nắng vàng cho lịch sử, nắng cho đời và nắng cả cho thơ chìm bầm tình yêu. Ở đó cây ruộng xanh toa một con chim hò,
Xin cảm ơn anh Mạnh Hà rất là nhiều. Thưa quý vị đại biểu, thưa các anh chị và các bạn, một bài hát hết sức lời ý nghĩa. Thưa quý vị, chúng ta nghe thấy chính bậc tình yêu thì làm cho người dẫn chương trình cũng xin giảng giải cái bài này một chút ạ. Thưa quý vị, thưa các chị và các bạn, bài hát này là người ta viết cho bà con dân tộc thiểu số, dân tộc người Thái. Một cái nhà sàn đơn sơ nó có hai bậc cầu thang, thưa quý vị đại biểu, hai làn cầu thang. Một làn cầu thang là 7 bậc và một làn cầu thang là 9 bậc. Cái làn 9 bậc này ấy, là cái làn mà chỉ để cho người ta tiếp khách quý về nhà chồng. Và cái làn 7 bậc đấy là để cho những người phụ nữ đi ra làm bếp. Thế nên là một bài hát hết sức ý nghĩa. Khi mà cô dâu về nhà chồng, làm sao sống cho nó trọn vẹn, trọn tình, trọn nghĩa với đúng 9 bậc tình yêu, đúng như 9 bậc hương quyện với hương trà, đôi lời khi lộ gọi là cảm ơn. Để chính thức chương trình hôm nay, người dẫn chương trình xin được hân hoan đón nhận và kính mời một lời cảm ơn của một bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt hai gia đình và hai cháu gửi tới các quý vị biểu cùng toàn thể bà con, các anh, các chị một lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Để thay mặt cho hai gia đình và hai cháu, xin được kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội thôn hãy uống nước, mời chầu quốc đức thân thơm để chúc mừng hạnh phúc cho lứa đôi của hai cháu. Xin tất cả xin kính mời. Và sau đây xin phép đại diện cho họ gia đình hoặc nhà trai, tôi xin có đôi lời phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng và chính quyền của hai xã Đoài và Việt Thuận, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các ông bà không gian liên gia, cô dì chú bác, họ mạng, bạn bè gần xa của hai gia đình và hai cháu, được sự đồng ý của hai bên cha mẹ, cháu Thanh và cháu Hoa, hai đóng tự nguyện đến với nhau trên bước đường tìm hiểu hạnh phúc lứa đôi. Qua một thời gian các cháu tìm hiểu, đến nay cũng đã chín mùi, các cháu thực sự tâm đầu ý hợp, được sự nhất trí của chính quyền hai xã Đoài và Việt Thuận, cũng được sự đồng thuận cơ quan hai cháu công tác. Hôm nay các cháu nghỉ phép được trở về quê hương, gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đến giờ phút này tại hôn trường của nhà trai chúng tôi rất vinh dự được đón tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè gần xa của các cháu. Các không cần ngại đường xa, xa xôi, mưa rét để bớt chút thời gian về đây để giữ ngày lễ thành hôn của hai cháu. Thực sự là không biết nói gì hơn, chỉ biết có tấm lòng cảm ơn và cảm tạ các vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn. Và trước thềm năm mới, không biết nói gì hơn, xin đại diện hai gia đình, hai cháu kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, toàn thể hội hôn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang vạn phúc. Chúc cho hai cháu luôn vui khỏe, hạnh phúc trăm năm và thành đạt. Xin chân thành và cảm ơn. Có những con én đưa thoi và chúng tôi cảm nhận thấy rằng chim én tung trời đón nắng xuân, trăm hoa đua nở đẹp vô ngần, trai gái dập dìu vào mùa cưới và muôn tiếng tơ lòng khúc nhạc ngân. Và cũng để cho những khúc nhạc ngân mãi một vùng trời bình yên thật là đẹp để đón chào hai em bước vào ngưỡng cửa cuộc đời trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị đại biểu, các chị và các bạn, chúng ta đến với một giọng hát sôi nổi của ban nhạc chúng tôi, đó là giọng hát của em Hồng Thắm. Tôi xin trân trọng kính mời. Trời bình yên, một sáng tác của nhạc sĩ Hữu Tâm, cũng là lời của anh em ban nhạc muốn gửi tới cô dâu chú rể trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Xin kính chuyển tới quý bác cùng canh chị nhạc phẩm sôi động và
bài hát được mang tên Vòng Trời Bình Yên. Trên trung tâm hôn nhân cưới gia đình họ nhà trai cô dâu và chú rể, chúng ta đã được bà con cô bác anh các chị và các bạn cho những lời hay ý đẹp để chúng ta cùng chúc phúc trong ngày vui hôm nay rồi. Chúng tôi cảm nhận thấy rằng anh hôm nay có một bộ quần áo thật là tuyệt vời, đúng là chú rể có cái dáng người đẹp trai như quý vị em vừa nhờ gì em đúng rồi, phải công nhận là đẹp trai phải không quý vị. Còn cô dâu thì thật là tuyệt vời, đúng là hôm nay em xinh tươi như một hoa hồng, tóc bồng bềnh dáng lượn mây bay, bởi vì hôm nay em là cô dâu phải không, đúng không? Hôm nay em đã mặc một chiếc áo trắng như một con chim thiên thần trong ngày vui hôm nay, chắc chắn rằng chỉ dành cho cô dâu và chú rể. Em ơi, hôm nay hai em sẽ được thỏa ước mong, bởi uyên ương sát cánh sợi tơ hồng, mà phòng cưới khang trang mừng quý khách, khúc nhạc tình duyên tiễn bạn lòng. Em cảm nhận thấy rằng về dự buổi tân lễ của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay, nhìn thấy rồi đấy nhờ, có chè, có thuốc này, có hoa tươi, rồi có những đôi chim trắng giang đôi cánh, có trái tim lồng đôi sánh đôi, có hàng ghế nhỏ mời bốn họ, có chén trà thơm hương tỏa bay, có bao cô gái hồng đôi má, và có những chàng trai như anh này đang ngất ngây. Chương trình văn nghệ thì còn nhiều, thế nhưng công việc buổi chiều đang mong, cũng kính mong hôn hội cảm thông, xin phép văn nghệ được dừng tại đây. Bởi thuốc trà thì đã ngấm đã say, say tỉnh, say nghĩa, say cả ngày này năm sau. Một lần nữa xin chúc cho chú rể này, anh chúc cho cô dâu này, sang năm là sẽ có một tí nhau ra đời. Còn giờ đây ban tổ chức chúng tôi cũng được ngừng lời và chuyển tới quý vị đại biểu bằng một lời cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn và kính chào quý vị đại biểu. Trời cao thành hương miền xa,
giữa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ngày đó chẳng không có trên trần gian. Never, but how can we see?